chào cả nhà nha. Hôm nay nhóm mình về nhà làm món ăn cả nhà. Mình làm thịt luộc ăn với mắm Thái với cá lóc chi sù cả nhà. Giờ mình đang lặt rau để mình chút nữa mình ăn kèm á. Mấy hôm dài mưa bão quá cho nên mình không có ra vườn. Nên bữa nay mình nấu trong nhà. Mình làm lần nào có rổ rau mình cũng hết hồn luôn ha. Cái đó là làm gì trời. Thấy ra dài dài để ăn luôn. Cắt theo kiểu dưa leo. Ê, mà dưa leo đừng có cắt bên tròn nha. Cắt kiểu dài dài vậy nè. Không dài dài á đừng có xéo. Bây giờ mình cũng bắt cái nồi lên để mình luộc thịt luôn cả nhà. Đây. Mình có 2 miếng thịt bà rọi với con cá, con cá lóc. Thì giờ mới muốn cà nó bột ngọt đây, cái đó muối nữa đó nè, muối nè, ngọt chết á. Mình muốn bỏ thịt vô để luộc đi nha. Bên đây mình chiên xù với cái chảo này nó hơi bị nhỏ. Chào anh cô. Chim về không có sầu riêng chứ anh cả. Đi đưa con đi Hào. Chi dẹp mưa thấy con nghĩ mẹ luôn. Mưa hả? Mình đang làm mắm me. Không dám lại gần cái chảo cả nhà. Giang, sợ nó giang nữa. Chở thịt chưa Sơn? Thank you.
Ừ. Lúc đầu nhỏ cái lớn thì học mấy năm? Cao đẳng có 3 năm. Rồi lúc đó nó học đầu nhỏ cái lớn. Cũng là gian luôn. Ừ. Bữa nào nó mới vô học? Thứ ba. Ừ. Nay đi xuống chuẩn bị được rồi. Để cho nó ngủ đi, hồi con nó cho bẻ rồi. Ừ. Ông cô ơi, bưng thầy ngoại lên luôn. Để nước mắm này với bà cái đó để hết đi. Đây miếng thịt luộc cũng chín này, mình vớt ra cái nha. Từ làm đó là mình quát ra. Cô Nguyễn không vừa, nó hòa với anh Tư. Nè ông cô này chỉ cho làm nè, ông nội lấy đũa này, lấy đũa gấp nước mắm gì nằm cái này nè, bớt bỏ ở ngoài bớt đi vô anh. Rồi gãi gãi, bà có đũa mắm kia không? Hử? Đũa mắm sống kia không? Có mắm sống mà chứ không có đu đủ. Dạ gãi cho nằm dưới cái chỗ này. Nhưng mà sắc đựng dày quá, sắc mỏng mỏng thôi, dày quá ăn ngán lắm. Làm món này nhanh gọn lẹ luôn. Xẻ cái hay chưa? Số mấy rồi chú? 54. Rồi chắc nó hết thì ấy như vậy rồi. Chắc lát nó sẽ không rồi. Hôm nay nhóm mình cũng làm cái món thịt luộc với cá lóc chiên xù cả nhà. Cũng mời cả nhà dùng chung với nhóm mình luôn nha. Đây những gương mặt thân quen.
không? Đi 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 trời. Đi chứ quen chứ cái cũ đó. Dạ. Ủa đây mấy tụi để trước trong quê tụi tôi để kia. Ủa có thấy ổng đâu? Kìa ổng đứng kìa. Đang đi anh ơi. Theo. Cảm ơn nè. Món hôm nay gì nhá, hấp dẫn quá ha. Bữa đó chơi tới chiều uống không nổi. Đang ngồi đây. Mừng 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 qua đó. Tự nhiên Vinh ơi, chào. Bữa đây có mời của ông nào còn bưng mời qua anh chi nữa. Bưng chi không miếng đậu kìa. Chào có trời cái đó. Bữa nay anh chế nó này. Chai thành ra mình có mời riêng cho ảnh. Trong miếng cơm. Ồ. Có sắm màu sẵn luôn vậy. Ờ qua lấy nước tương cho ổng. Uống thôi đừng lấy. Nước tương chắc không được. Trời trời ảnh những chỉnh bắn xúc quay với cái kia rồi cái giáo kia ổn nghỉ vậy hả? Sao mắng yếu à? Không phải à? Nè. Cũng nãy rồi chúng là chúc mừng sức khỏe nam hết ha. Mình vô vô vô. Cái gì biết rồi. Vô chính. Vô đây chính đi. Đây. Rồi. Cái ổn đọt rồi nè. Trời ơi, trời bữa đêm nó lố quá, tốt thiệt luôn á quay. Làm dữ ai không này sao không biết ông ấy người chảy vậy cái này mà bả kêu bà gửi vô tôi bày gửi vô sáng mà chạy xuống chạy đi chạy cá cá mấy con lắm. Đó. Giờ đi. Con uống rượu đi. Uống này. Uống này. Vô chân. Uống đi. Hai đứa nữa. Ngủ rồi, ngủ. Uống bia. Mình bánh tráng mình gấp cái miếng miếng nổ như cái bờ hổm ơi. Người bánh tráng ngoài này mình ăn với. Để cái này nè ông Sơn. Trời. Để cái này nè. Nay cúng là nay bún rồi cho thế. Đường ống nè. Bốc mà không nói gì mày. Bốc, nó bốc rồi nè. Mình nói. Đâu, anh chính bữa nay món ăn là như thế nào? Tao gấp miếng thịt miếng cá coi. Có cái món này là trên đời này là nó ở đây là đặc sản là ngon nhất luôn đó. Dạ đó. Chị lộ nó chứ đi đám chưa bằng này nữa không mà cái gì mình dùng cái mâu ra đi. Mà có ăn thử chưa? Có thử mà bằng cái mùi thôi. Ai nay chính ăn tương. Chính ăn tương chập chính rồi. Không biết hấp dẫn rồi, khỏi nói rồi. Bữa nay làm món này chập tức chính. Chập tức chính thiệt. Ngày không? Có gì đâu mày. Nay không ăn, mai ăn món ăn gì không được sống. Đây này phèn phèn. Nếu như ông phụ á, ông đứng có lắm. Mà ông gửi năm kia á, ông muốn ăn tương ở 14-15. Ông nướng ngay cho ngày 14-15 nó rụng mẹ, ngay cho ngày đường mua nướng rồi. Ngay ngày rằm á hả? Lửa ngay ngày rằm á hả? Ngày rằm ngay thứ không à? Đúng mặt lửa. Ok, phải ăn tương hả? Ngon chăng? Quá ok, 14 ngày 29-30, 14-15. Mà lửa cái chữ cái...
Thank you.